Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 26 tháng 9. Thưa quý vị và bà con, trong ngày mai các tỉnh thành miền Bắc sẽ có nắng nhiều, ở phía Đông Bắc Bộ thời tiết oi nóng khi mà nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn đạt mức là 35 độ. Theo như nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, sang đến ngày 28 thì khối khí mát có dấu hiệu di chuyển xuống phía Nam, vùng núi có thể xuất hiện mưa rào rải rác, còn các khu vực khác mưa không nhiều nhưng trời chuyển nhiều mây nên có cảm giác dễ chịu hơn. Thưa quý vị và bà con, hiện nay cá rô đồng là một trong những loại cá được nuôi phổ biến ở các tỉnh thành miền Bắc, mang lại hiệu quả kinh tế. Trong điều kiện thời tiết giao mùa, nhiệt độ trong ao nuôi thấp, thời tiết thay đổi, cùng với mật độ nuôi quá dày, cá rô đồng rất dễ mắc bệnh nấm nhớt. Cá mắc bệnh có biểu hiện như là trên thân xuất hiện nhiều lớp nhất nhầy trắng đục, vẩy xù xì, sau đó sẽ lan rộng ra toàn thân, đôi khi có nhiều đốm đỏ. Nấm bám vào cơ thể cá thành từng mảng trắng. Nấm bám vào cơ thể hút chất dinh dưỡng và sinh trưởng rất nhanh, nhất là khi cá bị nhiều vết thương. Cá bị bệnh sẽ yếu ớt, bỏ ăn, bơi lội lờ đờ và sẽ chết sau vài ngày. Để phòng bệnh nấm nhớt cho cá rô, bên cạnh các biện pháp thực hiện ngay từ đầu vụ như là cải tạo ao tốt, chọn giống sạch bệnh, bà con cần cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, quản lý thức ăn hợp lý, định kỳ xử lý diệt mầm bệnh trong ao nuôi bằng các thuốc sát trùng hoặc định kỳ tạt nước vôi vào những tháng cuối vụ mùa. Bên cạnh đó thì bà con cần tránh gây sốc, tránh xây sát trong quá trình san thưa, chuyển bể hoặc là phân cỡ cá, tăng sức đề kháng cho cá bằng việc bổ sung vitamin C, thuốc bổ và men tiêu hóa. Khi cá bị bệnh thì bà con cần tiến hành điều trị như sau: tiến hành thay 20 cho đến 30% nước trong ao nuôi, dùng các thuốc diệt khuẩn, sát trùng nguồn nước nhằm diệt các mầm bệnh xung quanh cho cá. Bà con có thể tắm cá liên tục trong từ 3 đến 5 ngày theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp. Cần bổ sung cho cá thêm vitamin C, men tiêu hóa, thuốc bổ gan nhằm hỗ trợ cá tăng sức đề kháng trong quá trình điều trị. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở khu vực Trung Bộ, từ ngày mai toàn miền phổ biến là ít mưa, ngày nắng và nhiệt độ tăng dần, cao nhất sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Đến chiều tối thì một số tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ, mưa rông cục bộ vẫn có thể xuất hiện và tuy nhiên thì lượng không nhiều và kết thúc nhanh, nhìn chung thời tiết sẽ không gây trở ngại nhiều đối với các hoạt động ở ngoài trời. Thưa bà con, hiện nay tại các huyện Phú Lộc và Nam Đông của Thừa Thiên Huế xuất hiện sâu nâu vạch xám gây hại rừng trồng trên diện rộng. Cá biệt ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông có khoảng từ 50 cho đến 60 ha rừng trồng bị sâu phá hại. Trước tình hình trên, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo các địa phương áp dụng ngay các biện pháp phòng trừ tổng hợp như là tỉa cành tạo độ thông thoáng, đốt dọn vệ sinh thảm thực bì, chăm sóc dưới đất chung quanh gốc cây để phát hiện và diệt sâu non. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam cũng có xu hướng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Mưa có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong ngày và không loại trừ những điểm có lượng mưa vừa đến mưa to kèm theo dông. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng và gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng và gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 81 đến 86%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, mưa dông sẽ tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng có gió rất mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa dông tập trung nhiều vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng có gió rất mạnh trong cơn dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 84 đến 89%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.